Phẩm Bồ Tát Sư Tử Hống. Phẩm thứ 11, phần 6. Bồ Tát Sư Tử Hống lại thưa hỏi: Bạch Thế Tôn, nếu tất cả các nghiệp đều không nhất định có quả, nếu tất cả chúng sanh đều có tánh Phật, lẽ ra phải tu tập tám thánh đạo, vậy do duyên cớ gì mà tất cả chúng sanh đều không đạt được đại niết bàn? Bạch Thế Tôn, nếu như tất cả chúng sanh đều có tánh Phật, nhất định rồi sẽ đạt được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, vậy cần gì phải tu tập tám thánh đạo? Bạch Thế Tôn, như trong kinh này đã dạy, có những bệnh nhân dù gặp thầy gặp thuốc, có người chăm sóc tùy bệnh mà cho ăn uống, hoặc không có được những điều kiện ấy rồi cũng đều khỏi bệnh. Tất cả chúng sanh cũng giống như vậy, dù có được gặp hàng thanh văn Phật Bích Trì, Bồ Tát, các bậc thiện tri thức, được nghe thuyết pháp tu tập thánh đạo, hoặc không được gặp, không được nghe, không tu tập đạo, rồi cũng đều sẽ được thành tựu A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Vì sao vậy? Vì họ đều có tánh Phật. Bạch Thế Tôn, ví như không ai có thể ngăn chặn mặt trời, mặt trăng không cho đi về phía núi Át Đa, cũng không ai có thể ngăn chặn bốn con sông cái không cho chảy vào biển cả, cũng không ai có thể ngăn chặn hạng nhất diền đề khiến họ không vào địa ngục. Tất cả chúng sanh cũng giống như vậy, không ai có thể ngăn chặn khiến họ không đạt được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Vì sao vậy? Vì họ đều có tánh Phật. Bạch Thế Tôn, vì nghĩa ấy tất cả chúng sanh không cần tu tập đạo, vì nhờ sức của tánh Phật mà có thể đạt được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, chứ không cần đến sức tu tập thánh đạo. Bạch Thế Tôn, nếu như hạng nhất diền đề, những kẻ phạm bốn trọng cấm, phạm năm tội nghịch đều không thể đạt được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề thì mới nên tu tập, nhưng nhờ có tánh Phật nên chắc chắn rồi bọn họ cũng đều sẽ đạt được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, không phải nhân nơi việc tu tập rồi sau mới đạt được. Bạch Thế Tôn, ví như đá nam châm, tuy ở xa mạt sắt nhưng do sức hút mà mạt sắt phải hướng theo nó, tánh Phật của chúng sanh cũng giống như vậy, nên không cần phải tu tập thánh đạo. Phật dạy: lành thay thiện nam tử, như ven bờ sông Hằng có bảy hạng người, vì muốn tắm rửa, hoặc vì sợ giặc cướp, hoặc vì hái hoa mà nhảy xuống nước để qua sông. Hạng người thứ nhất vừa nhảy xuống nước thì bị chìm hẳn. Vì sao vậy? Vì yếu ớt, không sức lực, không luyện tập bơi lội. Hạng người thứ nhì tuy bị chìm xuống nhưng lại nổi lên rồi lại chìm hẳn xuống. Vì sao vậy? Vì có sức lực mạnh mẽ nên nổi lên được, nhưng không luyện tập bơi lội nên nổi lên rồi lại chìm trở xuống. Hạng người thứ ba chìm xuống rồi nổi lên rồi thì không chìm xuống nữa. Vì sao vậy? Vì thân thể nặng nên vừa xuống liền bị chìm, nhưng có sức lực mạnh mẽ nên nổi lên được, và nhờ có luyện tập bơi lội nên nổi lên rồi thì có thể ở lại trên mặt nước. Hạng người thứ tư tuy bị chìm xuống nhưng rồi lại nổi lên rồi thì ở yên trên mặt nước, rồi sau đó quay nhìn khắp bốn hướng. Vì sao vậy? Vì thân thể nặng nên chìm, vì có sức lực mạnh nên nổi trở lên, vì có luyện tập bơi lội nên ở lại được trên mặt nước, nhưng vì không biết mình nổi lên ở chỗ nào nên quay nhìn khắp bốn hướng. Hạng người thứ năm xuống nước liền chìm, chìm rồi lại nổi, nổi lên rồi thì ở lại trên mặt nước, sau đó quay nhìn các hướng rồi bơi đi. Vì sao vậy? Vì có lòng sợ sệt. Hạng người thứ sáu rơi xuống nước rồi liền bơi đi, gặp chỗ cạn liền dừng lại. Vì sao vậy? Để nhìn xem giặc cướp ở gần hay ở xa. Hạng người thứ bảy bơi được đến bờ kia rồi liền đi lên núi cao, không còn lo sợ nữa, xa lìa khỏi bọn giặc thù, an ổn nên hưởng được niềm vui sướng lớn. Thiện nam tử, dòng sông lớn Sanh Tử cũng giống như vậy, ở đó có bảy hạng người, vì sợ bọn giặc cướp phiền não nên khởi ý muốn vượt qua sông lớn Sanh Tử. Có những người xuất gia cạo tóc, mặc y phục người tu, nhưng xuất gia rồi lại gật gũi bạn xấu, làm theo lời dạy của những kẻ ấy, nghe và thọ nhận những tà pháp như là thân của chúng sanh, tức là nam ấm. Nam ấm tức là nam đại, nếu chúng sanh chết đi thì mãi mãi dứt bỏ nam đại, vì nam đại đã dứt, cần gì phải tu tập các nghiệp thiện ác. Vì vậy nên phải biết rằng không có việc thiện việc ác cùng những quả báo thiện ác, tin hiểu như vậy gọi là nhất diền đề. Nhất diền đề gọi là dứt mất căn lành, vì dứt mất căn lành nên chìm hẳn xuống dòng sông Sanh Tử không thể nổi lên. Vì sao vậy? Vì nghiệp ác nặng và không có sức mạnh của đức tin, cũng giống như hạng người thứ nhất ở ven sông Hằng vừa nói ở trên. Thiện nam tử, hạng nhất diền đề có 6 nhân duyên khiến cho phải chìm sâu trong 3 đường ác không thể ra khỏi. Những gì là 6? Một là vì tâm xấu ác quá mạnh, hai là vì không thấy có đời sau, ba là vì ưa thích tích tập phiền não, bốn là vì lìa xa các căn lành, năm là vì nghiệp ác ngăn che cách trở, sáu là vì gần gũi những kẻ xấu ác.
Lại nữa, có năm việc khiến cho chúng sanh phải chìm sâu trong ba đường ác. Những gì là năm? Một là vì ở bên cạnh vị tỳ kheo mà làm việc trái chánh pháp. Hai là vì ở bên cạnh vị tỳ kheo ni mà làm việc trái chánh pháp. Ba là vì tự do sử dụng những đồ vật cúng dường cho chư tăng. Bốn là vì ở bên cạnh mẹ mình mà làm việc trái chánh pháp. Năm là vì đối với năm bộ tăng gây ra những chuyện thị phi tranh cãi qua lại. Lại nữa, có năm việc khiến cho chúng sanh phải chìm sâu trong ba đường ác. Những gì là năm? Một là vì thường nói rằng không có quả báo thiện ác. Hai là vì giết hại những chúng sanh phát tâm bồ đề. Ba là vì vui thích nói ra những chuyện lầm lỗi của người thuyết pháp. Bốn là vì đối với việc đúng pháp mà nói là không đúng pháp. Đối với việc không đúng pháp lại nói là đúng pháp. Năm là vì cầu tìm những pháp sai lầm để thọ nhận. Lại nữa, có ba việc khiến cho chúng sanh phải chìm sâu trong ba đường ác. Những gì là ba? Một là cho rằng Như Lai là vô thường diệt mất mãi mãi. Hai là cho rằng chánh pháp là vô thường biến đổi. Ba là cho rằng tăng già thật có thể hoại diệt. Vì ba điều đó nên thường chìm sâu trong ba đường ác. Hạng thứ nhì là những người khởi ý muốn vượt qua dòng sông sanh tử, nhưng vì rất mất can lành nên phải chìm sâu không sao thoát ra được. Nói thoát ra được là chỉ cho việc gần gũi bạn lành, ắt sẽ có được lòng tin. Có lòng tin nghĩa là tin ở việc bố thí và quả báo tốt đẹp của việc bố thí, tin ở việc lành và quả báo tốt đẹp của việc lành, tin ở việc ác và quả báo đáng sợ của việc ác, tin rằng trốn sanh tử là khổ não vô thường bại hoại, đó gọi là lòng tin. Có lòng tin rồi, lại tu tập theo giới hạnh thanh tịnh, thọ trì, đọc tụng, sao chép giảng nói 12 bộ kinh. Thường ưa thích làm việc bố thí, khéo tu trí tuệ. Những người này tuy đã được như vậy, nhưng vì căn trí ngu độn, lại gặp những bạn xấu ác nên không thể tu tập thân giới tâm tuệ, nghe nhận theo các pháp tà, hoặc khi gặp thời xấu ác, cõi nước xấu ác liền dứt mất các căn lành. Vì dứt mất các căn lành, nên thường phải chìm sâu trong chốn sanh tử. Những người này cũng giống như hạng người thứ nhì ở ven sông Hằng vừa nói ở trên. Hạng thứ ba là những người khởi ý muốn vượt qua dòng sông sanh tử, nhưng vì rất mất các căn lành nên vẫn phải chìm đắm trong đó. Vì họ gần gũi bạn lành nên được gọi là thoát ra khỏi. Những người này tin rằng Như Lai là bậc có trí rõ biết tất cả, thường hằng không biến đổi. Vì chúng sanh nên mới thuyết diễn những lẽ cao chỗ nhất của chánh đạo, rằng tất cả chúng sanh đều có tánh Phật, rằng Như Lai không hề hoại mất, pháp và tăng cũng là như thế, không hề hoại mất, rằng bọn nhất thiện đề nếu không dứt bỏ pháp xấu ác tà kiến thì không bao giờ đạt được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, cần phải lìa xa những pháp xấu ác ấy thì sau đó mới đạt được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Những người này sau khi khởi lòng tin rồi liền tu tập theo giới hạnh thanh tịnh, tu tập giới thanh tịnh rồi liền thọ trì đọc tụng sao chép giảng nói 12 bộ kinh, truyền bá rộng ra khắp nơi cho các chúng sanh. Họ lại ưa thích làm việc bố thí, tu tập trí tuệ, nhờ căn trí lanh lợi nên họ tuy chưa thoát khỏi sanh tử nhưng được an trụ vững vàng trong đức tin và trí tuệ, tâm không còn thối chuyển. Những người này giống như hạng người thứ ba ở ven sông Hằng, nổi lên rồi có thể ở lại trên mặt nước. Hạng thứ tư là những người khởi ý muốn vượt qua dòng sông sanh tử, nhưng vì dứt mất các căn lành nên vẫn phải chìm đắm trong đó. Nhờ gần gũi bạn lành nên có được lòng tin, gọi là thoát ra khỏi. Những người này có được lòng tin rồi, liền thọ trì đọc tụng sao chép giảng nói 12 bộ kinh, truyền rộng ra khắp nơi cho chúng sanh. Họ lại ưa thích làm việc bố thí, tu tập trí tuệ, nhờ căn trí lanh lợi nên họ an trụ vững vàng trong đức tin và trí tuệ, tâm không còn thối chuyển, có thể ngoái nhìn khắp bốn phương. Bốn phương đó tức là bốn quả sa môn: Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán. Những người này cũng giống như hạng người thứ tư ở ven sông Hằng vừa nói ở trên. Hạng thứ năm là những người khởi ý muốn vượt qua dòng sông sanh tử, nhưng vì dứt mất các căn lành nên vẫn còn phải chìm đắm trong đó. Nhờ gần gũi bạn lành nên thay đổi, có được lòng tin gọi là thoát ra khỏi. Những người này có được lòng tin rồi, đền thọ trì, đọc tụng, sao chép, giảng nói 12 bộ kinh, chuyển rộng ra khắp nơi cho chúng sanh. Họ lại ưa thích làm việc bố thí, tu tập trí tuệ, nhờ căn trí lanh lợi nên họ an trụ vững vàng trong lòng tin và trí tuệ, tâm không còn thối chuyển. Nhờ không thối chuyển nên vượt lên phía trước. Vượt lên phía trước là nói quả Phật Bích Chi, tuy có thể tự cứu độ mình nhưng không thể cứu độ hết chúng sanh, nên gọi là bơi đi. Những người này cũng giống như hạng người thứ 5 ở ven sông Hằng vừa nói ở trên. Hạng thứ 6 là những người khởi ý muốn vượt qua dòng sông sanh tử, nhưng vì dứt mất các căn lành nên vẫn còn phải chìm đắm trong đó. Nhờ gần gũi bạn lành nên đạt được lòng tin gọi là thoát ra khỏi.
Những người này có được lòng tin rồi liền thọ trì đọc tụng sao chép giảng nói 12 bộ kinh truyền rộng ra khắp nơi cho chúng sanh. Họ lại ưa thích làm việc bố thí tu tập trí tuệ nhờ căn trí lanh lợi, nên họ an trụ vững vàng trong lòng tin và trí tuệ, tâm không còn thối chuyển. Nhờ không thối chuyển nên vượt lên phía trước, rồi đi đến chỗ cạn. Đi đến chỗ cạn rồi liền chủ yên không đi nữa. Chủ yên không đi nữa là nói hàng Bồ Tát. Vì muốn độ thoát chúng sanh nên chủ yên quán xét các phiền não. Những người này cũng giống như hạng người thứ 6 ở ven sông Hằng vừa nói ở trên. Hạng thứ 7 là những người khởi ý muốn vượt qua dòng sông sanh tử, nhưng vì dứt mất các căn lành nên vẫn còn phải chìm đắm trong đó. Nhờ gần gũi bạn lành nên đạt được lòng tin. Đạt được lòng tin rồi gọi là thoát ra khỏi. Vì có lòng tin nên liền thọ trì đọc tụng sao chép giảng nói 12 bộ kinh truyền rộng ra khắp nơi cho các chúng sanh. Họ lại ưa thích làm việc bố thí tu tập trí tuệ nhờ căn trí lanh lợi, nên họ an trụ vững vàng trong lòng tin và trí tuệ, tâm không còn thối chuyển. Nhờ không thối chuyển nên vượt lên phía trước. Vượt lên phía trước rồi liền sang đến bờ bên kia, thẳng đường lên núi cao để khỏi mọi sự sợ sệt, hưởng được nhiều sự an vui. Thiện nam tử, núi ở bờ bên kia là ví với Như Lai, hưởng được nhiều sự an vui, là ví với Phật thượng an trụ. Đỉnh núi cao kia là ví với Đại Niết Bàn. Thiện nam tử, những người ở ven sông Hằng ấy đều có đủ tay chân nhưng không thể bơi qua khỏi sông. Tất cả chúng sanh cũng giống như vậy, quả thật sẵn có Phật bảo, pháp bảo, tăng bảo, nhưng yếu nghĩa của các pháp mà Như Lai thường thuyết. Có tám thánh đạo, đại niết bàn nhưng đều không thể đạt được những điều ấy. Đó không phải lỗi của Như Lai, cũng không phải lỗi nơi thánh đạo, mà là lỗi của chúng sanh. Nên biết rằng đó đều là những tai hại xấu ác của phiền não. Vì nghĩa ấy nên tất cả chúng sanh không đạt đến niết bàn. Thiện nam tử, ví như vị lương y biết rõ bệnh chỉ bày phương thuốc nhưng người bệnh không uống, đó chẳng phải lỗi của lương y. Thiện nam tử, ví như có vị thí chủ dùng những vật sở hữu của mình thí cho tất cả mọi người, nhưng nếu có kẻ không nhận thì đó chẳng phải lỗi của vị thí chủ. Thiện nam tử, ví như mặt trời mọc lên, những chỗ tối tăm đều trở nên sáng rõ, nhưng người mù không thấy đường đi, đó chẳng phải lỗi của mặt trời. Thiện nam tử, như nước sông Hằng trừ được sự khát, nhưng nếu kẻ khát không chịu uống, đó chẳng phải lỗi của nước sông Hằng. Thiện nam tử, ví như mặt đất xanh ra, đủ mọi thứ quả hạt vốn là bình đẳng không phân biệt, nhưng nếu người nông phu không gieo trồng, đó chẳng phải lỗi của đất. Thiện nam tử, Như Lai vì tất cả chúng sanh mà bày phân biệt giảng giải 12 bộ kinh, nhưng nếu chúng sanh không thọ nhận, đó chẳng phải lỗi của Như Lai. Thiện nam tử, nếu tu tập theo chánh đạo, tất nhiên sẽ đạt được an đậu đa la tam miệu tam bồ đề. Thiện nam tử, như lời ông nói, chúng sanh đều có tánh Phật, lẽ ra đều đạt được an đậu đa la tam miệu tam bồ đề. Vì tánh Phật ấy cũng như đá nam chân, sẵn có tính chất hút mạt sắt, lành thay, nhờ có giúp nhân duyên tánh Phật mà đạt được an đậu đa la tam miệu tam bồ đề. Nhưng nếu nói rằng không cần tu thánh đạo thì nghĩa ấy không đúng. Thiện nam tử, ví như có một người đi qua vùng hoang vắng đang khát nước và gặp được một cái giếng. Giếng ấy sâu tối thì không thấy được nước, nhưng người ấy biết chắc rằng dưới giếng có nước, bèn dùng phương tiện tìm thùng kiếm dây múc lên và thấy được nước. Tánh Phật cũng như thế, tất cả chúng sanh tuy có tánh Phật nhưng cần phải tu tập thánh đạo vô lậu, sau đó mới thấy được tánh Phật. Thiện nam tử, ví như có mè ắt được dầu mè, nhưng nếu lìa bỏ các phương tiện ép dầu thì không thấy được dầu. Ví như cây mía cũng vậy, tuy sẵn có đường nhưng nếu không có phương tiện thì không có được đường. Thiện nam tử, như cõi trời 33 và châu uất Đan Việt ở phương Bắc, tuy là thật có nhưng nếu không có thiện nghiệp thần thông đạo lực thì không thể thấy được. Cũng như rễ cỏ dưới mặt đất và nước ngầm nằm sâu dưới đất, vì mặt đất che lấp nên chúng sanh không thấy được. Tánh Phật cũng vậy, vì chúng sanh không tu tập thánh đạo nên không thể thấy được. Thiện nam tử, như ông có thắc mắc về nghĩa này, có những bệnh nhân cho dù được gặp thầy thuốc, được người săn sóc dùng thuốc tốt tùy bệnh mà ăn uống thích hợp, hoặc là không gặp được những điều kiện ấy cũng đều khỏi bệnh. Thiện nam tử, ta vì hàng Bồ Tát trụ ở 6 địa vị đầu tiên mà nói nghĩa như vậy. Thiện nam tử, như đối với chúng sanh thì hư không chẳng phải ở trong cũng chẳng phải ở ngoài. Vì chẳng phải ở trong chẳng phải ở ngoài nên không có sự ngăn ngại. Tánh Phật của chúng sanh cũng giống như vậy. Thiện nam tử, ví như có người hiện cất giữ tiền bạc ở nơi xa, tuy hiện thời không thể tùy ý sử dụng, nhưng có người hỏi đến ắt có thể hứa cho. Vì sao vậy? Vì đã chắc chắn là có tiền. Tánh Phật của chúng sanh cũng giống như vậy, chẳng phải ở chỗ này chẳng phải ở chỗ kia, nhưng vì chắc chắn sẽ có được nên ta nói rằng tất cả chúng sanh đều có tánh Phật.
Thiện nam tử, ví như chúng sanh tạo tác các nghiệp hoặc thiện hoặc ác, đều không phải ở trong cũng không phải ở ngoài. Tánh của các nghiệp như thế là chẳng phải có, chẳng phải không, cũng chẳng phải trước không mà sau có, lại chẳng phải không do nhân mà có, chẳng phải tạo tác thế này, thọ nhận thế này, hoặc tạo tác thế này, thọ nhận thế ấy, hoặc tạo tác thế ấy, thọ nhận thế ấy, hoặc không tạo tác không thọ nhận, do có đủ các điều kiện hòa hợp và thời điểm thích hợp mà có quả báo. Tánh Phật của chúng sanh cũng giống như vậy, cũng chẳng phải trước không mà sau có, chẳng phải ở trong, chẳng phải ở ngoài, chẳng phải có, chẳng phải không, chẳng phải chỗ này, chẳng phải chỗ kia, chẳng phải từ chỗ khác đến, chẳng phải không có nhân duyên, cũng chẳng phải tất cả chúng sanh đều không thấy. Có các vị Bồ Tát khi hội đủ các điều kiện nhân duyên hòa hợp để thấy được tánh Phật. Các điều kiện đó là nói hàng Đại Bồ Tát ở địa vị thập trụ tu tập tám thánh đạo, đạt được tâm bình đẳng đối với các chúng sanh. Khi ấy thấy được tánh Phật không gọi là tạo tác. Thiện nam tử như đưa ra ví dụ rằng tánh Phật giống như đá nam châm, nghĩa ấy chẳng đúng. Vì sao vậy? Đá không hút mà sắt. Vì lý do gì? Vì nghiệp của đá ấy là không có tâm. Thiện nam tử, có những pháp hiện hữu nên các pháp khác sanh ra, có những pháp không hiện hữu nên các pháp khác hoại diệt. Thật không có ai làm cho chúng sanh ra, cũng không có ai làm cho chúng hoại diệt. Thiện nam tử, những ngọn lửa mạnh thật không thể thiêu mất củi, chỉ vì khi lửa hiện ra củi hoại mất nên gọi là thiêu mất củi. Thiện nam tử, ví như hoa hướng dương xoay theo mặt trời, nhưng hoa ấy không hề có lòng cung kính, không có nhận thức, cũng không có nghiệp, chỉ vì có tánh pháp riêng biệt nên tự nhiên xoay theo. Thiện nam tử, như cây chuối nhân tiếng sấm mà lớn lên, như loài cây này không có tai nghe, cũng không có tâm ý nhận thức, chỉ vì có pháp này hiện hữu mà pháp kia tăng trưởng, vì pháp này không hiện hữu mà pháp kia hoại diệt. Thiện nam tử, như cây a thúc ca, khi có nữ nhân chạm vào thì hoa nó nở ra, cây ấy không có tâm ý, cũng không có cảm giác về sự đụng chạm, chỉ vì có pháp này hiện hữu mà pháp kia sanh ra, vì pháp này không hiện hữu mà pháp kia hoại diệt. Thiện nam tử, như cây quýt dùng xác thú vật làm phân bón thì rất sai trái, nhưng cây quýt ấy không có tâm ý, cũng không có cảm xúc, chỉ vì có pháp này hiện hữu mà pháp kia sanh ra, vì pháp này không hiện hữu mà pháp kia hoại diệt. Thiện nam tử, như cây an thạch liệu, nhờ dùng xương nung làm phân bón nên trái sai hạt nhiều, nhưng cây an thạch liệu cũng không hề có tâm ý cảm xúc, chỉ vì có pháp này hiện hữu mà pháp kia sanh ra, vì pháp này không hiện hữu mà pháp kia hoại diệt. Thiện nam tử, đá nam châm hút mà sắt cũng giống như vậy, vì có pháp này hiện hữu mà pháp kia sanh ra, vì pháp này không hiện hữu mà pháp kia hoại diệt. Tánh Phật của chúng sanh cũng giống như vậy, không thể do sức cuốn hút của tánh Phật mà đạt được A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề. Thiện nam tử, vô minh không thể hấp dẫn các hành cũng không thể hấp dẫn các thức, nhưng có thể nói là vô minh duyên với hành, hành duyên với thức, dầu có hay không có Phật, cõi pháp vẫn là thường trụ diễn tiến như vậy. Thiện nam tử, pháp thường tồn là không có chỗ trụ. Nếu nói rằng tánh Phật trụ nơi chúng sanh ấy là có chỗ trụ, tức là vô thường. Thiện nam tử, như 12 nhân duyên không có chỗ trụ nhất định. Nếu có chỗ trụ thì 12 nhân duyên ấy không gọi là thường. Pháp thân của Như Lai cũng không có chỗ trụ. Các pháp giới, nhập, ấm và hư không thể đều không có chỗ trụ. Tánh Phật cũng thế, hoàn toàn không có chỗ trụ. Thiện nam tử, ví như bốn đại tuy có năng lực cân bằng nhau, nhưng trong đó có chất cứng, có chất nóng, có chất ướt, có chất chuyển động, lại có nặng, có nhẹ, có đỏ, có trắng, có vàng, có đen. Nhưng bốn đại ấy thật không có nghiệp, vì thuộc về các pháp khác nhau, nên mỗi loại đều chẳng giống nhau. Tánh Phật cũng thế, vì thuộc về pháp khác nhau, nên đến lúc thích hợp, ắt sẽ hiện ra. Thiện nam tử, tất cả chúng sanh vì không thối chuyển đối với tánh Phật, nên gọi là có tánh Phật, vì có trí tuệ không thối chuyển nên sẽ có tánh Phật, vì chắc chắn rồi sẽ được, nhất định rồi sẽ thấy, nên nói rằng tất cả chúng sanh đều có tánh Phật. Thiện nam tử, ví như có vị vua sai quan đại thần, hãy dắt một con voi đến cho những người mù xem. Bấy giờ viên quan nhận lệnh vua, tập trung nhiều người mù lại rồi đưa voi đến cho họ. Những người mù ấy đều dùng tay để sờ voi. Viên quan đại thần trở về tâu lên vua rằng, thần đã cho họ xem voi rồi. Nhà vua liền cho gọi những người mù ấy đến, hỏi từng người rằng, các ông có thấy voi chăng? Những người mù ấy thảy đều đáp, tôi đã thấy rồi. Vua hỏi, con voi giống như vật gì? Người mù đã sờ ngà voi liền đáp, con voi có hình dạng như củ cải. Người mù đã sờ nhằm tai voi tâu, con voi có hình dạng tròn dẹp như cái nia. Người mù sờ đầu voi lại nói, con voi hình dạng to và cứng như khối đá.
Người mù đã sợ vòi voi nói, con voi có hình dạng tròn và dài như cái chày. Người mù sợ chân voi lại nói, con voi có hình dạng như cái cối gỗ. Người mù đã sợ lưng voi lại nói, con voi có hình dạng như cái giường nằm. Người mù sờ bụng voi thì nói, con voi có hình dạng tròn to như cái lu. Người sờ nhầm đuôi voi lại nói, con voi có hình dạng như sợi dây thừng lớn. Thiện nam tử, những người mù ấy thật không nói được đủ hình thể của con voi, nhưng cũng không phải là không nói được. Nếu là các tướng trạng như họ nói thì chẳng phải voi, nhưng liệt khỏi các tướng trạng ấy cũng không riêng có voi. Thiện nam tử, vị vua ấy ví với Đức Như Lai, bậc chánh biến tri, viên quan đại thần là ví với kinh Phương Đẳng Đại Niết Bàn, còn voi là ví với tánh Phật. Những người mù là ví với tất cả chúng sanh còn mê muội. Các chúng sanh ấy sau khi nghe Phật thuyết dạy, có kẻ liền nói rằng hình sắc là tánh Phật. Vì sao vậy? Hình sắc này tuy diệt nhưng vẫn tuần tự nối nhau không dứt, do đó mới đạt được 32 tướng cao chỗ nhất của Như Lai. Sắc của Như Lai là thường, vì sắc của Như Lai là thường trụ không dứt mất, cho nên nói rằng hình sắc là tánh Phật. Ví như vàng thật, tuy hình dạng thay đổi nhưng màu sắc vẫn không đổi khác, hoặc dùng làm vòng đeo tay, làm lược, làm mâm, nhưng màu sắc vẫn không thay đổi. Tánh Phật của chúng sanh cũng giống như vậy, hình chất tuy là vô thường nhưng sắc vẫn là thường, cho nên nói rằng hình sắc là tánh Phật. Lại có người nói rằng cảm thọ là tánh Phật. Vì sao vậy? Do nhân duyên là cảm thọ mới đạt được sự vui chân thật của Như Lai. Cảm thọ của Như Lai là cảm thọ rốt ráo, là cảm thọ chân thật đệ nhất. Cảm thọ của chúng sanh tuy tánh là vô thường nhưng tuần tự tiếp nối không dứt, nên mới có thể đạt đến cảm thọ thường tồn của Như Lai. Ví như có người mang họ Kiểu Thi Ca, người tuy vô thường nhưng họ ấy là thường, dù trải qua muôn đời vẫn không thay đổi. Tánh Phật của chúng sanh cũng giống như vậy, cho nên nói rằng cảm thọ là tánh Phật. Lại có người nói rằng tưởng là tánh Phật. Vì sao vậy? Nhờ nhân duyên là niệm tưởng mà có thể đạt được tưởng chân thật của Như Lai. Cái tưởng của Như Lai gọi là cái tưởng không có niệm tưởng. Cái tưởng không có niệm tưởng đó chẳng phải niệm tưởng chúng sanh, chẳng phải niệm tưởng nam nữ, cũng chẳng phải niệm tưởng thuộc về sắc thọ tưởng hành thức, cũng chẳng thuộc về những niệm tưởng dứt đoạn. Niệm tưởng của chúng sanh tuy là vô thường nhưng nhờ niệm tưởng ấy tuần tự nối tiếp không dứt, nên mới có thể đạt được cái tưởng thường tồn của Như Lai. Ví như 12 nhân duyên của chúng sanh tuy diệt mất nhưng nhân duyên vẫn là thường. Tánh Phật của chúng sanh cũng giống như vậy, cho nên nói rằng tưởng là tánh Phật. Lại có người nói rằng hành là tánh Phật. Vì sao vậy? Hành là thọ mạng. Do nhân duyên thọ mạng này mà đạt được thọ mạng thường trụ của Như Lai. Thọ mạng của chúng sanh tuy là vô thường nhưng tuần tự nối tiếp không dứt, nên nhờ đó mới đạt được cái thọ mạng thường trụ chân thật của Như Lai. Ví như 12 bộ kinh, tuy kẻ nghe kinh và người giảng kinh đều là vô thường, nhưng kinh điển ấy vẫn là thường tồn không biến đổi. Tánh Phật của chúng sanh cũng giống như vậy, cho nên nói rằng hạnh là tánh Phật. Lại có người nói rằng thức là tánh Phật. Vì sao vậy? Do nhân duyên là thức mà đạt được tâm bình đẳng của Như Lai. Ý thức của chúng sanh tuy là vô thường nhưng tuần tự tiếp nối không dứt, nên mới có thể đạt được tâm thường hằng và chân thật của Như Lai. Ví như tính chất của lửa là nóng ấm, lửa ấy tuy vô thường nhưng tánh nóng chẳng phải vô thường. Tánh Phật của chúng sanh cũng giống như vậy, cho nên nói rằng thức là tánh Phật. Lại có người nói rằng lìa các ấm thì có ngã, ngã ấy là tánh Phật. Vì sao vậy? Do nhân duyên là ngã mà đạt được cái ngã có tám đức tự tại của Như Lai. Có những ngoại đạo nói rằng những sự đi lại thấy nghe buồn vui nói năng giảng thuyết là ngã. Những tướng ngã ấy tuy là vô thường nhưng cái ngã của Như Lai chân thật là thường. Như ấm nhập giới tuy là vô thường nhưng cũng gọi là thường. Tánh Phật của chúng sanh cũng giống như vậy. Thiện nam tử, như những người mù kia, mỗi người đều nói về con voi. Tuy chưa đạt đến sự thật nhưng quả thật đều là nói về con voi. Những kẻ nói về tánh Phật như trên cũng giống như vậy. Tánh Phật không phải là sáu pháp, sắc thọ tưởng hành thức và ngã, nhưng cũng không lìa ra ngoài sáu pháp ấy. Thiện nam tử, cho nên ta có dạy rằng tánh Phật của chúng sanh chẳng phải sắc, chẳng lìa sắc, cho đến chẳng phải ngã, chẳng lìa ngã. Thiện nam tử, có những ngoại đạo tuy nói có ngã nhưng thật là vô ngã. Cái ngã giả tạm của chúng sanh tức là năm ấm, lìa ra ngoài năm ấm không riêng có ngã. Thiện nam tử, ví như cọng sen, cánh sen, tua sen, gương sen cùng hợp lại thành đóa hoa sen. Lìa khỏi các thứ này thì không riêng có hoa sen nào khác. Cái ngã của chúng sanh cũng giống như vậy. Thiện nam tử, ví như những tường vách, cây cột, cỏ lập thành mái cùng hợp lại gọi là cái nhà. Lìa khỏi những thứ ấy không riêng có cái nhà nào khác.
như các loại cây Khư Đà La, Ba La Sa, Ni Câu Đà, Uất Đàm Bát cùng hợp lại thành khu rừng. Lẻ khỏi các thứ cây ấy, không riêng có khu rừng nào khác. Ví như các loại quân dùng xe, quân cưỡi voi, quân cưỡi ngựa, quân đánh bộ cùng hợp thành quân đội. Lẻ khỏi các loại quân ấy, không riêng có quân đội nào khác. Ví như những sợi chỉ dẹp, xen lẫn năm màu hòa hợp gọi là tấm lụa thêu. Lẻ khỏi những sợi chỉ năm màu ấy, không riêng có tấm lụa thêu nào khác. Như cả bốn chủng tánh hợp lại gọi là đại chúng. Lìa khỏi các chủng tánh ấy, không riêng có đại chúng nào khác. Cái ngã của chúng sanh cũng giống như vậy, lìa khỏi năm ấm thì không riêng có cái ngã nào khác. Thiện nam tử đứng Như Lai thường trụ, hát gọi là ngã. Pháp thân Như Lai không giới hạn, không ngăn ngại, không sanh không diệt, có tám đức tự tại, đó gọi là ngã. Chúng sanh quả thật không có cái ngã chân thật và những đức thuộc về ngã như vậy. Chỉ vì chắc chắn họ sẽ đạt được nghĩa không chân thật chốt giáo đệ nhất, cho nên gọi là có tánh Phật. Thiện nam tử đại bi gọi là tánh Phật. Vì sao vậy? Vì đại từ đại bi thường theo Bồ Tát như bóng theo hình. Tất cả chúng sanh chắc chắn sẽ đạt được đại từ đại bi, nên nói rằng tất cả chúng sanh đều có tánh Phật. Đại từ đại bi gọi là tánh Phật. Tánh Phật gọi là Như Lai. Đại hỷ đại xả gọi là tánh Phật. Vì sao vậy? Vì nếu Bồ Tát Ma Ha Tát không thể buông xả 25 cảnh giới hiện hữu, ắt không thể đạt được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Vì tất cả chúng sanh chắc chắn sẽ đạt được quả ấy, nên nói rằng tất cả chúng sanh đều có tánh Phật. Đại hỷ đại xả tức là tánh Phật, tánh Phật tức là Như Lai, đức tin lớn lao gọi là tánh Phật. Vì sao vậy? Vì nhờ đức tin mà Bồ Tát Ma Ha Tát có thể đạt được đầy đủ từ Bố Thí Bà La Mật cho đến Bát Nhã Bà La Mật. Vì tất cả chúng sanh chắc chắn sẽ có được đức tin, nên nói rằng tất cả chúng sanh đều có tánh Phật. Đức tin lớn lao tức là tánh Phật tức là Như Lai. Địa vị nhất tử của hàng Bồ Tát gọi là tánh Phật. Vì sao vậy? Vì nhờ nhân duyên là địa vị này, Bồ Tát đạt được tâm bình đẳng đối với tất cả chúng sanh. Vì tất cả chúng sanh chắc chắn sẽ đạt đến địa vị nhất tử, nên nói rằng tất cả chúng sanh đều có tánh Phật. Địa vị nhất tử tức là tánh Phật tức là Như Lai. Trí lực thứ tư trong thập lực gọi là tánh Phật. Vì sao vậy? Vì nhờ nhân duyên là trí lực này, Bồ Tát có thể giáo hóa chúng sanh. Vì tất cả chúng sanh chắc chắn sẽ đạt được trí lực thứ tư này, nên nói rằng tất cả chúng sanh đều có tánh Phật. Trí lực thứ tư tức là tánh Phật tức là Như Lai. 12 nhân duyên gọi là tánh Phật. Vì sao vậy? Vì nhờ những nhân duyên ấy mà Như Lai thường trụ. Vì tất cả chúng sanh chắc chắn đều có 12 nhân duyên như vậy, nên nói rằng tất cả chúng sanh đều có tánh Phật. 12 nhân duyên tức là tánh Phật tức là Như Lai. Bốn trí không ngăn ngại gọi là tánh Phật. Vì sao vậy? Vì nhờ nhân duyên là bốn trí không ngăn ngại mà có thể giảng nói ý nghĩa từ ngữ một cách không ngăn ngại. Nhờ không ngăn ngại đối với ý nghĩa của từ ngữ nên có thể giáo hóa chúng sanh. Bốn trí vô ngại tức là tánh Phật tức là Như Lai. Đỉnh tam muội gọi là tánh Phật. Vì sao vậy? Vì tu tập pháp đỉnh tam muội ấy, ắt có thể tổng nhiếp tất cả pháp Phật, cho nên nói rằng đỉnh tam muội là tánh Phật. Hàng Bồ Tát thập trụ tu tập phép tam muội ấy nhưng chưa đạt được đầy đủ, nên tuy thấy được tánh Phật mà chưa được sáng rõ. Vì lẽ tất cả chúng sanh chắc chắn sẽ đạt được phép đỉnh tam muội, nên nói rằng tất cả chúng sanh đều có tánh Phật. Thiện nam tử, như trên ta vừa giảng qua đủ mọi pháp khác nhau, những pháp ấy tất cả chúng sanh chắc chắn đều sẽ đạt được, nên nói rằng tất cả chúng sanh đều có tánh Phật. Thiện nam tử, nếu ta dạy rằng sắc là tánh Phật, chúng sanh nghe vậy ắt khởi sanh lộng tà vậy điên đảo. Vì tà vậy điên đảo nên khi mạng chung ắt phải sanh vào địa ngục A Tỳ. Như Lai thuyết pháp là muốn trừ dứt trừ nghiệp